Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình tiếp tục dạy anh em phần quan trọng tiếp theo, đó là hàm xử lý trong PHP. Thì ở đây chúng ta sang bài 2. Bài 2 là function. Các bạn chú ý, công việc của bài 2 của chúng ta hôm nay là chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về hàm và các tính năng của hàm như thế nào trong PHP. Thế thì các bạn ghi cho mình như sau: hàm trong PHP là một chức năng đặc biệt. Đấy, mình nói là đặc biệt nhé. Đấy, nó dùng để làm gì? Nó dùng để chia nhỏ các chương trình lớn trở thành những đoạn chương trình nhỏ, giúp chúng ta không bị lặp đi lặp lại những đoạn mã giống nhau. Đấy là cái tính năng thứ nhất. Tính năng thứ hai, nó có tác dụng tái sử dụng, khi nào ta cần thì ta lại gọi function ra. Tính năng thứ ba là nó giúp chúng ta là xử lý lỗi trong chương trình, tìm được những đoạn nào bị lỗi ở hàm nào chúng ta sử dụng nó. Thì function ở đây nó cũng gọi như là một cái tuyến đường nhỏ trong một chương trình của chúng ta, nó giúp chúng ta xử lý gói gọn những đoạn mã phức tạp trở thành những đoạn nhỏ, đồng thời nó có thể là tóm lược một loạt các thao tác trở thành một thao tác chính. Sau đó ta chỉ cần gọi tên hàm ra. Thì function là trong tiếng Anh nó còn có được nghĩa khác là chức năng, nhưng mà trong trong lập trình công nghệ thông tin của chúng ta gọi là hàm. Thế thì hàm ở đây thì có nhiều loại: hàm có đối số, hàm không có đối số, hàm chỉ làm những nhiệm vụ bên trong và không trả về giá trị, hàm có thể chuyển đối số qua, có thể là tạo ra một cái đối số tham chiếu và đưa kết quả ra ngoài hàm. Đấy, các bạn nghe rõ mình nói thì chú tâm vào những cái việc đó. Thế thì để khai báo hàm trong PHP thì các bạn sử dụng như sau. Nếu như chúng ta không phải là lớp mà chúng ta mới đang khai thác về hàm thì chúng ta có thể đánh chức là gõ là function tên hàm. Ở đây chúng ta ghi là tên hàm nhé, trong là đối số 1, đối số 2, vân vân. Đấy, có rất nhiều đối số khác nhau nếu chúng ta cho nhiều vào. Bên trong nữa là thân hàm thì chúng ta viết ở trong hai ngoặc đơn này, thân hàm chúng ta viết ở trong hai ngoặc đơn này. Đấy, chúng ta chú ý như thế. Thì ở đây là chúng ta ghi là thân hàm. Trong thân hàm thì chúng ta sẽ làm các lệnh tùy theo mục đích của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta có thể viết ra một đoạn form xử lý, hoặc chúng ta có thể viết ra một đoạn văn bản, vân vân. Thế thì từ cái nhỏ này thì các bạn chú ý nhá, khi học lập trình ấy các bạn không nên là chúng ta quá chú tâm về cái mẫu viết khi học, mà chúng ta phải phát triển cái mẫu viết đó ra, giống như người ta gọi là scale ấy, tức là transform nó rộng ra, chúng ta hiểu rộng ra, chủ yếu là chúng ta tổng quát là chính. Nhưng khi mà transform thì các bạn phải tùy theo mục đích để các bạn làm chính xác. Đấy. Thế thì tư duy về việc của nó thì cũng rất là nhiều thứ để chúng ta có thể nói đến là nó đa dạng. Ví dụ ở đây tôi làm như sau, tôi có hai biến là tôi có một cái hàm như sau: function hello. Đấy.
Thì trong hàm này thì tôi chỉ viết là echo xin chào các bạn. Thế thì quan sát ở đây, bạn nào học Pascal rồi các bạn biết đây là hàm không trả về giá trị mà chỉ in ra một đoạn văn bản bên trong. Ở đây thì tôi lúc này tôi gọi là hello chấm phẩy. Bây giờ tôi chạy cái này. Đó, tôi chạy này. Thì ở đây là bài 2, cái URL ở đây nó là bài 2. Tôi copy tôi đặt vào bên trong phần văn này. Tôi sửa lại là bài 2 function. Bài 2 function. Đấy. Chấm .php. Ok. Bây giờ ta chạy, chúng ta nhìn này. Xin chào các bạn, đúng không? Đấy. Thì qua cái này là chúng ta hiểu chúng ta có thể viết nhiều thứ trong này. Thoải mái nhá, viết lì chúng ta có thể viết nhiều thứ trong này. Đấy, để nó rất là thoải mái luôn. Rồi, thì bây giờ tôi tiếp tục dạy các bạn tiếp. Thế thì đây là hello. Rồi, thế bây giờ tôi muốn là tôi không gọi hàm hello ở đây, nhưng bây giờ tôi lại muốn là return chào các bạn. Tôi xóa dòng echo này đi. Xóa dòng echo đi. Thế thì lúc này ta chạy thì các bạn nhìn thấy là nó không in ra cái gì đâu. Đấy, không in ra cái gì. Nhưng bây giờ tôi lại là echo chỗ này. Các bạn chú ý nhé, tôi lại echo chỗ này. Thì nó chạy ra là chào các bạn. Đấy. Thế chúng ta nhìn thấy này. Khi gặp lệnh return, nó sẽ gán cái chuỗi chào các bạn này. Giá trị lúc này nó sẽ thay vào trong cái tên này. Trên cái tên nhé. Đây là nó thay vào đây. Cái tên hello lúc này nó sẽ là bằng chào các bạn. Và lúc này tôi echo hello. Nó chạy ra. Đấy. Thế là các bạn đã hiểu rằng là đối với cái phần mà tôi chỉ nói là echo ở trong. Là chào các bạn. Và tôi xóa này đi. Thì cái này coi như là một thủ tục trong Pascal. Trong Pascal chúng ta học là procedure. Và cũng có cả function nữa. Thì ở đây chúng ta gọi là procedure. Nhưng mà trong PHP thì nó không còn procedure nữa. Mà nó sẽ là function. Đấy. Rồi bây giờ tôi tiếp tục phát biểu tiếp theo. Là hàm có đối số. Hàm có đối số. Tôi function tổng. Ở đây có hai đối số là A và B. Các bạn nhìn quan sát hiện tượng. Thế thì khi có đối số A và B, tôi ghi là một biến tổng. Tổng bằng A cộng với B. A cộng B. Lúc này, nếu tôi in ra tổng bên trong là echo tổng thì nó sẽ in ra tổng khi gọi hàm. Lúc này tôi chỉ cần lấy là return tổng. Đấy. Thì khi return tổng đấy thì nó sẽ lấy tham số A cộng với tham số B. Giá trị được bao nhiêu nó sẽ đưa về cái tên hàm. Đưa đến đây nhé. Nhớ các bạn hiểu là tên của nó đại diện cho giá trị được trả về. Và bây giờ tôi xuống dưới. Tôi cho M bằng 4. N bằng 100.
và tôi in ra tổng hai số echo tổng hai số là tổng đây nha, lúc này sẽ là m phẩy n. Đấy. Các bạn nhìn thấy, quan sát hiện tượng ta thế này. Khi tôi viết cái hàm tổng a cộng b, tổng a cộng b thì đó là tham số a và tham số b. Còn khi thực tế ở bên ngoài thì lúc này là biến m và biến n sẽ chạy vào thay thế a và b ở đây. Vậy thì ở đây người ta gọi là cái hình thức của nó. Hình thức. Chúng ta hiểu đây là một cái khuôn. Giống như cái hộp đen ấy. Giá trị được truyền vào là cái gì thì nó sẽ ra thể hiện cái tổng đó như vậy. Vậy bây giờ ta chạy thử xem nhá. Tổng hai số là 104. Đúng không các bạn? Đấy. Và các bạn thấy là tổng lúc này là bằng 104. Đúng chưa? Đúng rồi. Và bây giờ tôi cho một biến C bằng 0. Và lúc này tôi cộng thêm biến C. C. Và tôi cho bằng 5 đi. Các bạn lúc này nhìn thấy này. Trong cái khuôn này, cái hàm này, biến C bằng 5 là được giá trị mặc định ban đầu. Nó sẽ thay vào đây. Lúc này chúng ta sẽ là tổng của nó sẽ là 109. Chắc chắn là điều như vậy. Vậy ta sẽ thêm một biến nữa là ta sẽ không phải thêm cái gì. Ta chạy nhé. 109. Đấy. Thế thì nhìn vào đây, các bạn thấy rằng là tôi không, tại sao tôi lại không cho biến C vào đây để giống như hình thức ở đây là ba biến? Vì biến C đây là biến mặc định. Nó có thể được khai ngầm hay khai trước. Nhưng khi gọi nó sẽ ngầm, hiểu là C bằng 5. Ngầm hiểu là C bằng 5. Đấy. Và nó cộng ra. Đúng không các bạn? Điều này thật là hữu ích khi mà chúng ta khai báo những hàm mà chúng ta cho giá trị mặc định. Ví dụ như là chúng ta khai báo hàm constructor trong lớp. Đấy, rất là hay, đúng không các bạn? Rồi, hoặc là các bạn có thể cho C bằng null. Đấy, cho null cũng được. Là một giá trị rỗng, giá trị không có cái gì cả. Thì khi chúng ta chạy, nó cũng là 104 thôi, nên chỉ còn lại 104. Đúng các bạn? Thật tuyệt vời đúng không? Và các bạn đã hiểu rằng là hàm này đã gọi là một hàm tính toán bên trong và trả về giá trị tổng. Đấy. Đây là tôi đã nói xong về vấn đề về hàm có tham số. Người ta gọi là tham số giá trị, nó truyền giá trị vào bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ sang một mục nữa, đó là tham số tham chiếu hay là tham số biến. Nghĩa là tham số khi truyền vào là bao nhiêu thì khi ra khỏi hàm nó sẽ thay đổi. Nó sẽ thay đổi. Đấy. Và tôi sẽ làm một ví dụ tiếp theo. Function tham số tham chiếu hay là tham số tham biến được. Để làm điều đó thì chúng ta sẽ cho giá trị, ở đây tôi khai hình thức là biến a phẩy a thôi. Đấy. Tôi cho ở đây là a bằng a cộng 2. A bằng A cộng 2. Cộng mấy được?
Và bây giờ tôi sẽ có biến k bằng 10. Biến k bằng 10. K bằng 10. Và bây giờ tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ gọi là tham chiếu. Lúc này tôi thay là k. Thay là k. Và bây giờ tôi in k echo biến k lúc bây giờ là đấy. Bây giờ các bạn sẽ xem biến k nó bằng bao nhiêu nhá. Để nó xuống dòng tốt thì tôi echo break, tôi cho nó bẻ dòng một tí, cho nó bẻ dòng một tí đó, chút thôi. Rồi bây giờ tôi chạy. Biến k bây giờ là 12. Các bạn quan sát, k ban đầu bằng 10, bây giờ k là 12. Thế thì chúng ta nhìn này, quan sát cái hàm này có dấu và đằng trước biến a. Vậy biến a là đại diện của thằng k thôi. Sau này chúng ta có thể thay k bằng bất kỳ biến nào, nhưng chúng ta cứ gọi tham chiếu của nó thì nó sẽ tăng k lên hai đơn vị. Đấy. Thế là bây giờ các bạn đã hiểu rằng là có ba loại. Một loại là làm việc bình thường không trả về, một loại là trả về, và cuối cùng là một loại là loại tham chiếu, đúng không? Đấy. Bây giờ chúng ta nghiên cứu sang một phần nữa, đó là phạm vi của biến. Điều này rất quan trọng. Tôi sẽ xóa đi phần này đi để tôi giải thích tiếp với các bạn là phạm vi của biến. Chúng ta ghi phạm vi của biến. Rồi bây giờ tôi có function phạm vi biến. Phạm vi biến. Thế tôi nói rõ với các bạn một điều này là PHP nó khác với Pascal hoặc ngôn ngữ khác. Khi chúng ta khai báo một biến bên ngoài hàm thì bên trong hàm nó sẽ làm, nếu như cái biến đó là biến của biến chung ở bên ngoài thì nó sẽ thao tác. Ví dụ ở đây tôi có biến M nhé. Biến M bằng chào các bạn phải, tôi tên là Thành. Tôi tên là Thành. Đang hướng dẫn các bạn học. Đó. Thế lúc này biến M là một chuỗi. M ở đây. Phạm vi biến này. Vậy thì khi xuống dòng, khi trong thân hàm, tôi cũng có M bằng chào các bạn. Chào các bạn. Bây giờ tôi echo M. Đấy. Echo M. Vậy thì M nào sẽ được in ra? Bây giờ tôi sẽ ghi chữ phạm vi biến. Rồi bây giờ ta chạy nhá, xem là M nào được in ra này. Đấy, M trong thân hàm, đúng không? Đấy, M trong thân hàm được in ra. Đúng các bạn. Nhưng bây giờ tôi xóa, tôi bịt cái này đi thì nó sẽ báo lỗi đỏ. Tức là nó không thể biết được cái biến M nằm bên ngoài
nó không thể biết biến M nằm bên ngoài. Nhưng nếu chương trình khác ấy, như là Visual Basic hoặc là C Sharp hoặc là Pascal hoặc là các ngôn ngữ khác thì nó vẫn in M này ra. Bởi vì nó hiểu M này là biến của toàn chương trình nên nó in ra được trong thủ tục. Điều này ở trong PHP nó rõ ràng hơn. Có nghĩa là chúng ta muốn in được M thì chúng ta phải thêm một từ khóa global M. Các bạn chú ý nha, global M này rất hữu ích. Lúc này thì nó sẽ hiểu là như này. Ta chạy để ta nhìn kết quả này, xong rồi tôi giải thích sau này. Chào các bạn, tên tôi là Thành, đang hướng dẫn các bạn học. Đấy, đúng không các bạn? Thì biến M này nó hiểu là biến đang lấy ở bên ngoài vì có từ khóa global. Đấy, global, nó hiểu như thế. Để cho chúng ta, nó báo chúng ta rằng là tôi đang lấy biến toàn cục ở bên ngoài đây. Biến toàn chương trình với cái tên là M được đưa vào bên trong. Đấy, thì là các bạn thấy là một điều đặc biệt của chúng ta là như vậy. Phạm vi của biến bên trong và bên ngoài ra sao. Đấy, các bạn nhớ rõ điều này để khi chúng ta đọc sách khác chúng ta hiểu rõ bản chất của nó, đúng các bạn? Đấy, cả lớp hiểu cho tôi điều như vậy, đúng không? Rồi, thế thì tôi vừa trình bày với các bạn là 3-4 loại hàm trong PHP để chúng ta có thể vận dụng vào tương tác với chương trình và với mã nguồn mở, vân vân. Và các bạn cũng có thể sử dụng nó để chúng ta lập trình, nâng cao cái skill, kỹ năng lập trình của chúng ta. Vì chương trình tôi muốn chia nhỏ cho nên là nếu dài quá thì các bạn cũng đọc, các bạn theo dõi cũng sẽ rất là mệt. Tôi tạm dừng bài học tại đây. Chúc các bạn một buổi học thú vị.